hàng lại về các bạn ạ bộ sạc đa năng của hãng Lito Kala modem là 600 đây là em mới nhất của cái hãng Lito Kala các bạn nhé với cái modem này nó sạc được rất nhiều các loại pin đấy 18650 26650 rồi pin AA, AA rất rất nhiều các cái loại pin khác nhau và ngoài ra nó còn có cực kỳ nhiều các cái tính năng hay vừa sạc vừa xả vừa test dung lượng pin vừa phục hồi pin và các bạn hãy cùng mình xem hết cái video này Đảm bảo rằng các bạn cực kỳ thích cái bộ sạc này luôn Chúng ta cùng bắt đầu video Đây Bây giờ mình cùng các bạn sẽ mở hộp cái bộ sạc này ra Phải nói là cái bộ sạc khá to này các bạn ạ Đây, một cuốn hướng dẫn sử dụng này Nguồn này Đây là cái nguồn cũng của hãng Litocala luôn các bạn nhé Nguồn 12V 5A này. Không biết là có phải là nguồn thực hay không rồi, đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta này. <laughs> wow, phải nói là nó nó to vãi đái các bạn ạ. Đấy, to khá to. Cũng phải thôi bởi vì nó sạc cho cả cái pin 26650 mà. Cái pin 26650 nó khá to nên là nó phải dùng cái bộ sạc to như này. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái diện mạo của nó xem như nào. Cái cái này để như này đúng không? Thông thông thường là chúng ta hay để cái kiểu như này đúng không? nhưng mà thực tế là nó lại thiết kế như thế này để như này đấy các bạn nhìn thấy chữ Lito litocala này là y 600 này nó thuận như này và màn hình nó sẽ nằm ở phía dưới đây thì các bạn nhìn thấy các chữ này nó nằm theo đúng cái chiều như này luôn cái thằng Lito 500 ấy thì cái cài này nó hơi ngược nhưng mà cái thằng Lito 600 này nó đã thiết kế như này rất chi là thuận luôn các bạn chỉ cần cài đúng viên pin cái đây là cực âm này các bạn cài ấn nó vào này đó nó rất chi là tiện dụng luôn đây là cái cổng nguồn đầu vào cấp cho cái bộ sạc này cái thằng Lito 600 này thì nên bỏ đi cái cổng USB để sạc ra ngoài mà cũng không cần thiết bây giờ mà cái pin sạc cũng đầy rồi. Đây các bạn nhìn thấy nó sẽ sạc được hai cái loại pin, đó là cái loại pin 4.2V và cái loại pin 1.48V. Và đây các cái dòng pin mà nó sạc được thì nó đều để hết ở đây rồi. Các bạn có thể nhìn ở đây là chúng ta sẽ biết được nó sạc được những cái dòng pin nào các bạn nhé và cái dòng sạc của nó có thể lên tới 3 ampe luôn các bạn nhé 3 ampe đối với pin 4,2v và 1 ampe đối với pin 1,48v rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào này ok đấy các bạn nhìn thấy chưa khi mà cắm nguồn vào nó sẽ hiện lên chữ nu này có nghĩa là đang chưa có pin thì nó sẽ báo như vậy và bây giờ chúng ta muốn sạc loại pin này thì chúng ta cắm vào đây 18650 đây mình cắm vào khay số 1 các bạn nhìn thấy chưa khi cắm vào một cái là nó sẽ tự động nhận khay số 1 luôn nếu như ở pin đó là còn tốt đấy thì nó sẽ tự động và nó sẽ bắt đầu nó sạc này ở cái chế độ changer là sạc này và đang sạc với 2000 mAh và đang ở cái chế độ auto khi mà ở cái chế độ auto thì nó sẽ tự chọn dòng cho mình nhé còn đây là cái pin tiểu A mình sẽ cắm vào khay số 3 đi Đấy các bạn nhìn thấy chưa cắm vào một cái là nó nhận khay số 3 luôn này à, tiếp tục mình cắm một cái viên pin tiểu A vào khay số 4 đi A à, số 2 đi Đấy, nhận ngay xe số 2 một cái 818650 này các bạn cũng có thể cắm cái pin đũa như này được là cái pin a nhá nhưng mà cái pin này nó không phải là pin sạc nên thôi mình bỏ ra đấy đây 18650 cây okay, số 4 các bạn nhìn thấy chưa đấy khay số 4 là nhận luôn nhé rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các cái tính năng của nó này các bạn nhìn thấy này trên màn hình nó thể hiện rất chi là rõ đầy đủ các cái thông số luôn nhá đây các bạn thấy này các bạn muốn chọn xem cái thông số của cái kênh pin nào thì các bạn bấm vào kênh pin đấy ví dụ như là kênh pin số 1 thì bấm vào kênh pin số 1 thì nó hiện ra CH1 đấy kênh pin số 3 thì bấm vào số 3 thì nó hiện là CH3 thì đây là những thông số của kênh pin số 3 các bạn nhé số 4 này thì đây là thông số của kênh pin số 4 đó rất chi là đầy đủ luôn và các bạn thấy đây đều là cái nút cảm ứng nhá không phải là nút cơ rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái thông số này ví dụ kênh pin số 4 này thì các bạn nhìn thấy này kênh pin số 4 thì nó sẽ hiển thị là Lyon Đấy, 3,7V có nghĩa là kênh pin số 4 nó đang dùng cái pin là pin Lyon. Bây giờ mình sẽ chọn sang kênh pin số 3 đi chẳng hạn. Đấy, kênh pin số 3 thì lập tức các bạn nhìn thấy nó phát hiện ra đây là cái pin NIMH hoặc là NICD. Đấy, thì là nó sẽ hiển thị ra cái loại pin cho chúng ta. Thì cái dòng trên này, cái dòng trên này, charger này, đây là cái dòng chế độ các bạn nhá Nó sẽ có bốn chế độ, chút nữa mình sẽ nói này. Ở đây nó sẽ hiển thị một cái pin này và cái dung lượng nó thể hiện thị dung lượng pin cho chúng ta luôn và cái điện áp của cái pin đấy, đấy kênh pin số 3 điện áp đang là 1,43 v còn cái hàng này đây là milliampere có nghĩa là cái kênh pin này nó đang hiển thị cái dung lượng mà nó đang sạc vào bởi vì nó đang chế độ sạc mà nó đang sạc được là 12 milliampere giờ còn ở phía dưới này là thời gian này, Đấy, thời gian sạc hay thời gian xả nó sẽ hiển thị ở dưới này. Đây là nhiệt độ của kênh pin. Các bạn thấy là mỗi một cái pin nó đều có một cái nhiệt độ riêng biệt nhá, chứ không phải là bốn kênh pin nó chung một cái hiển thị nhiệt độ đâu. Kênh pin nào nó cũng đều có một cái hiển thị nhiệt độ riêng biệt. Đây ví dụ như là uh, kênh pin số 3 nó đang là 35 độ này, kênh pin số 1 xem nào, đang 37 độ này. Các bạn nhìn thấy nó khác nhau nhá. Kênh pin số 2 đang 37 độ này, kênh pin số 3 này đang 35 này, kênh pin số 4 này, đang 36 độ này. Vậy mỗi một kênh pin nó đều có cái nhiệt độ riêng. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một kênh pin nó sẽ có một cái cảm biến nhiệt độ. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây là cảm biến nhiệt độ này. Cái màu trắng trắng ở phía dưới này nhá. Đây cái phía dưới này là cái cảm biến nhiệt độ nhá. Cái pin pin nó sẽ áp vào cái màu trắng trắng đấy. Nếu mà nó nóng quá thì lập tức là cái bộ sạc này nó sẽ ngắt dòng không cho sạc ở kênh pin đấy thôi. Nhưng kênh pin khác nó vẫn sạc bình thường. Đấy, bốn kênh pin đều sạc hoạt động độc lập nhá. Rồi uh, tiếp theo nó là cái chế độ hiển thị về cái nội trở của pin thì thực ra cái nội trở của pin này nó chỉ ở cái mức tham khảo thôi nhá về độ chuẩn xác thì nó không hẳn là chuẩn xác đâu nên là mình chỉ tham khảo thôi đấy cái pin số 2 cái nội trở đang là 55 miliom còn ở phía trên này là, nó hiển thị về cái dòng đấy dòng đang sạc hay đang xả các bạn nhìn thấy ở phía trên này đây nó có chữ CH current có nghĩa là dòng sạc còn nếu mà nó hiển thị cái trên này là đi CH current có nghĩa là cái dòng này là dòng xả các bạn nhé đó nếu như màn hình nó tắt đi các bạn bấm vào bất kỳ một cái nút nào thì màn hình nó lại sáng lên thôi và các bạn cũng có thể là chọn được cái dòng sạc xả như này đó còn ở đây cái chỗ này nó hiển thị là auto có nghĩa là cái chế độ tự động và chúng ta sẽ không điều chỉnh được cái dòng dòng sạc hay dòng xả đâu còn nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh cái dòng sạc và dòng xả bằng cách thủ công thì các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ menu là chế độ bằng tay thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút colon này nhấn giữ đó thì lập tức nó sẽ chuyển sang cái uh, chữ menu, còn có, uh, có nghĩa là đang uh, chỉnh bằng tay. Các bạn có thể là chỉnh dòng uh, lên đấy, lên hoặc xuống. Đối với cái pin NIMH này thì cái dòng sạc tối đa nó chỉ là 1000mA thôi. Còn đối với cái pin, ví dụ như pin này là pin 18650 tức là cái pin Lyon ấy thì các bạn có thể là điều chỉnh cái dòng sạc xả nó sẽ lớn hơn. Ví dụ mình chọn này dòng sạc của nó này lên tới 2A này. 2,5 này và 3 a 3 a là lớn nhất đó. Thì chúng ta có thể là chọn cái dòng sạc xả được. Rồi thì đấy là các cái thông số của một cái viên pin. Rồi về cái chế độ thì nó như sau. Muốn chọn chế độ nào thì các bạn sẽ bấm giữ cái nút mode này các bạn nha, nhấn giữ nút mode. Đấy, các bạn giữ một lúc thì cái này nó nháy nháy này, cái changer nó nháy nháy này. Và các bạn muốn chuyển sang thì các bạn nhấn một lần nút mode này. Đây là cái chỗ discharge có nghĩa là chế độ xả pin và các bạn cũng có thể chọn được dòng xả nhá. Đó, tùy theo cái uh, pin mà chúng ta sẽ chọn dòng thả cho phù hợp và đối với cái bộ này thì nó chỉ xả tối đa là 700 mAh thôi rồi nhấn một lần nữa thì sang cái chế độ là cái chế độ test uh, tính năng test có nghĩa là nó sẽ xả hết điện của một viên pin để xem xem cái dung lượng xả là bao nhiêu và sau đó lại sạc đầy cái viên pin đấy cho chúng ta thì ở đây các bạn muốn biết dung lượng của viên pin nào thì các bạn bấm tương ứng vào cái viên pin đấy ví dụ như đây ở đây có cái viên pin số 1 là đã uh, test xong rồi thì nó báo màu xanh này mình sẽ bấm vào viên pin số 1 thì các bạn nhìn thấy này bạn để ý cái chữ này CH này là chen tức là cái dung lượng sạc của nó là 2085 bạn nhé bạn nhấn một lần nữa này đấy nhấn một lần nữa thì là nó sẽ sang cái dung lượng gọi là dung lượng xả này discharge này là 1454 mAh đây là dung lượng sạc là 2085 mAh. Thì đồng thời các bạn cũng có thể xem được cái thời gian thời gian sạc và xả luôn nhé Đây đây thời gian này là thời gian xả này là 2 giờ 56 phút. Còn đây là thời gian sạc là 4 giờ 59 phút. Đấy. Thì thông thường một cái cục pin thì cái dung lượng sạc của nó nó sẽ lớn hơn so với cái dung lượng xả và nếu như pin nào mà càng tốt thì cái dung lượng xả nó gần tiệm cận với cái dung lượng sạc thì căn cứ vào cái thông số sạc xả này thì chúng ta biết là cái pin đấy nó sẽ còn tốt hay không rồi các bạn nhấn một lần nữa sang cái chế độ cuối cùng nó là cái chế độ repair cái này chính là cái chế độ mà kích pin ấy trong trường hợp mà một cái viên pin của chúng ta mà để lâu quá nó nó sẽ bị tụt áp về không v thì nhiều bộ sạc ấy nó sẽ không thể sạc nổi thì mình sẽ phải dùng cái chế độ này để mình kích cái viên pin đấy và cái chế độ này nó chỉ đặt ở cái dòng là 250mA đặt cố định này thôi để cho cái viên pin nó sẽ lên một cái điện áp nhất định bộ sạc có thể sạc được thì lúc đấy chúng ta sẽ chuyển về cái chế độ sạc bình thường. Ok, ngoài ra thì cái bộ sạc này nó có khá nhiều các cái tính năng bảo vệ, ví dụ như là bảo vệ mà quá áp này hoặc là bảo vệ quá nhiệt này. Rồi bảo vệ cắm ngược nhá. Đây các bạn thấy này, đây là viên pin này. Mình đang cắm như này là cắm đúng chiều này, đây là dương này, cắm vào cái cục này là cục dương này. Nhưng mà nếu mà mình lộn ngược lại như này là cắm ngược chiều này thì các bạn sẽ xem xem hiện tượng gì xảy ra. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ báo kênh số 1 là lỗi luôn, error lỗi luôn và nó sẽ nháy đèn xanh đèn đỏ là nó đang báo lỗi. Còn các kênh khác thì nó không lỗi, nó vẫn sạc bình thường nhá. Nó không bị ảnh hưởng vì bốn kênh là bốn kênh độc lập đấy. Lỗi này, kênh số 1 lỗi này. Đó bây giờ mình sẽ rút ra này Rút ra mình sẽ cắm lại đúng chiều này Các bạn thấy chưa Cắm lại đúng chiều một cái là kênh số 1 nhận luôn Và đang chuẩn bị vào chế độ sạc luôn đã, Sạc 1.000 mAh mình có thể tăng lên Ví dụ 1.500 hoặc 2.000 mAh Thì à, tùy Khi mà nó đang nháy nháy này là các bạn có thể điều chỉnh được nhá Nhưng còn nếu mà chờ một lúc mà nó nháy xong rồi ấy Là các bạn sẽ không điều chỉnh được Đây mình đã mở ra cho các bạn xem Cái mạch bên trong của nó đây đây là cái mạch bên trong của con LI600 các bạn nha. Đây là con vi xử lý chính này. Đấy, từng kênh pin này từng kênh pin thì đây là các cái con trở để xả dòng này nó từng kênh nó sẽ xả dòng bằng cái con trở này và nó sẽ dùng các cái hàng mút phép này để nó đóng cắt để xả dòng còn đây đây chính là cái mặt sau của nó này các bạn nhé đây các bạn nhìn thấy chưa à, hôm nay các bạn đã được nhìn tận hưởng rõ ràng cái chi tiết bên trong của cái li 600 cái model mới ở đây nó dùng bốn con 30N06 này. Đấy, một con này, hai con này, ba con này, bốn con này. Các bạn thấy là do nó dùng các cái thanh dây như này và khi mà trượt bằng cái thanh dây như này thì cái độ tiếp xúc của nó nó sẽ không thể được tốt do đó là cái giá trị đo nội trở nó chỉ ở cái mức tham khảo thôi chứ không phải là là cái mức chuẩn ở đây các bạn nhìn thấy này chỗ này này đây này đây này, đây chính là cái cảm biến nhiệt độ nhá. Đây, mỗi một khay đều có cảm biến nhiệt độ này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Bốn cái khay đều có bốn con cảm biến nhiệt độ và người ta bôi cái keo trắng trắng đây là cái bôi cái keo tản nhiệt. Và cái con cảm biến nhiệt độ này nó sẽ ốp vào cái miếng sắt ở đây. Đấy, cái sắt ở đây. Tương ứng với cái sắt phía trên này này các bạn này. Đó. Còn đây, đây chính là cái bo màn hình của nó này. Đây, đây là cái, cái con IC mà điều khiển phím với điều khiển màn hình thì nó nằm ở trên cái bo này. Thì các bạn nhìn thấy này, với mỗi một kênh pin nào sau khi mà nó sạc xong thì nó sẽ báo cái đèn xanh cho chúng ta. Đây kênh số 2 là đang sạc đầy rồi. Đấy mình sẽ bấm sang kênh số 2 này đó các bạn nhìn thấy chưa nó báo đèn xanh này và đồng thời trên màn hình nó sẽ hiển thị chữ n có nghĩa là cái chu trình này đã đã làm xong rồi Đấy, và cái chu trình này chu trình đang sạc kể cả chu trình test hay là chu trình xả hay là chu trình repair cũng thế thôi khi mà nó làm xong thì lập tức nó sẽ báo chữ n và nó sẽ báo đèn xanh thì chúng ta biết được rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rồi thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái bộ sạc đa năng của cái hãng Litocala là i600 và với cái bộ sàng này thì các bạn sẽ yên tâm rằng là chúng ta sẽ mua được những cái pin chuẩn đúng dung lượng bởi vì cái này nó có tính năng là test dung lượng để chúng ta biết được dung lượng thực hay là dung lượng ảo rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn